Chào bạn, mình là Vi Sinh Đỗ đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà mình thường làm schema. Thì mình không phải là thằng biết code hay cái quá gì, thành ra schema có nhiều bạn dùng code, bạn ấy code lên, dùng microdata, dùng mấy code hình như là HTML hay là HTML hay gì mình cũng không rõ nữa. Mà đại khái thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn mà cách mà bạn không cần biết code mà bạn nghe qua mình nói thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ làm được thôi. Thì đó là dùng JSON Markup Guide. Vậy JSON Markup có nghĩa là gì? Thì JSON Markup có nghĩa là một cái đoạn mã code khác mà Google khuyến khích các bạn nên làm theo. Bởi vì đoạn mã code này nó rất là dễ dàng và rất là dễ hiểu, cực kỳ dễ luôn. Mình bảo đảm là các bạn nghe xong video này của mình thì bạn sẽ làm được. Vậy mình lỡ mà bạn chưa biết schema là cái gì thì mình cũng giải thích cho coi. Chẳng hạn như con robot nó bò vào trang web của bạn đi, và trang web của bạn nó nói về dịch vụ SEO đi, mình ví dụ vậy, thì robot nó chỉ đọc cái mã code thôi chứ nó chả hiểu cái mô tê về trang web của bạn là gì. Nó chỉ đọc cái mã code xong rồi nó sẽ đối chiếu ở cái từ khóa này, cụm từ khóa này, nó dính dáng được với cái cụm từ khóa này trong cái dữ liệu của nó đã thu thập trước đó trong trên internet rồi, thì nó sẽ mang cái dữ liệu đó, mang cái web của bạn cho nó xếp hạng trên Google về cái phần dữ liệu đó. Mà nó chỉ là cái đoạn code nó so sánh với nhau thôi. Nhưng mà nếu mà khi mà bạn bỏ schema vô thì schema là cái đoạn code là báo với thằng Google, là nó nói thẳng trực tiếp với cái database, cái dữ liệu của Google là tao nói về vấn đề này. Đó, tao nói về vấn đề trang web của tao nói về dịch vụ SEO, mày đọc thì mày nên hiểu. Thì thằng Google nó sẽ hiểu là trang web thằng này nói về dịch vụ SEO. Thì một khi thằng Google nó hiểu hơn á thì Google nó sẽ dễ dàng đưa bạn lên top hơn thôi. Tại sao như vậy? Tại vì nếu mà bạn nào coi video đầu tiên của mình á thì mình nói luôn á là nó có hai yếu tố chính khiến cho Google bạn mang lên top Google. Thứ nhất là Google nó sẽ phải hiểu bạn nói về vấn đề gì. Thứ hai, nó nhìn bạn như là một trang uy tín. Thì khi mà bạn uy tín và khi bạn vững mạnh trong cái chủ đề đó rồi thì Google nó sẽ mang bạn lên top. Giống như cái việc này là một trong những yếu tố on page, yếu tố trên trang SEO, trên trang on page mà giúp cho bạn SEO dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đôi khi có một vài trường hợp mà bạn làm on page tốt á, còn chờ bạn nhảy lên trên 2 là chuyện hiển nhiên rồi, bạn cũng có khi bạn nhảy lên trên 1 luôn á, xong bỏ vài cái backlink vô cái xong bạn đứng top luôn không nên không chừng. Thành ra cái phần này á thì bạn nên nghe và bạn cũng nên làm. Và cái này khác với cái schema bình thường, là mỗi khi mà bạn làm schema bằng code hay cái gì đó thì cứ mỗi bài viết thì bạn phải làm một lần, mỗi bài viết thì bạn làm lần, mỗi bài viết bạn làm lần. Nhưng cái này thì không cần, bạn bỏ bụp cái trang chủ là xong, nghe, bạn chỉ cần bỏ một lần thôi. Khác với mấy người code kia thì người ta phải bỏ ở chủ đề này nói về chủ đề này, rồi chủ đề này nói về chủ đề này. Thì schema nó sẽ làm được cái gì thì mình sẽ cho bạn coi schema sẽ làm được cái gì. Đầu tiên đó, khi mà Google là schema nó sẽ giúp cho Google hiểu bạn làm về cái gì, ở đâu, doanh nghiệp bạn nói về cái gì, thì giúp cho bạn SEO nó dễ thôi. Mình ví dụ như thế này, do cái trên trang mà mình tốt và cũng còn rất là nhiều yếu tố khác nữa, nên thành ra khi mà hẹn như mình search chữ đó thì nó ra Google Maps của mình, thì một phần là schema nó giúp cho mình lên ở đây cũng vậy, đây của mình đây rồi, đây bạn mấy cái SEO Google Maps thì trong video mình cũng có chỉ một vài cách khác để SEO Google Maps, thì bạn cứ tham khảo thêm. Nhưng mà cái schema này cũng giúp cho bạn phần SEO Google Maps rất là nhiều. Đó, nó là lượt loạt như vậy. Trước mình còn nhớ là do cái schema của mình và cũng do cái cách mà mình đi link anchor text nó tốt đó, thì cái từ khóa này mình nhớ không nhầm nó ra một cái authority listing luôn, nghĩa là một cái gọi là nó sẽ có số hiện bên đây là có cái hình bên đây về cái doanh nghiệp mình luôn, để mình kiếm coi như mình có à đây nè, đó SEO Hồ Chí Minh, thì nó để nguyên một cái gọi là authority listing, có nghĩa là Google nó phải nhìn bạn như một trang ở mới gần đây, mới ngày 22 vừa rồi nè, thằng Google nó phải nhìn bạn như một trang gọi là uy tín, thì Google sẽ cho bạn lên phần này. Rồi hơn hết nữa, khi mà bạn bỏ schema vô thì cái phần dấu sao đó, dấu sao này nè, đó rating này thì bạn cũng làm được luôn. Hồi nữa video mình cũng sẽ chỉ luôn, cũng như là cũng có nhiều trò khốn nạn khác
Một trong những trò khốn nạn khác mà mình thấy gần hiện nay, mình ví dụ chữ dịch vụ SEO đi, để mình coi cái trang nó nằm ở đâu, thấy khá là khốn nạn về trò này. Ô, trang mình nè. Đây, đây, cái này mình sẽ cái này cũng là một trong cái mà Schema làm nên. Thì hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn cho bạn cái Schema căn bản thôi, nhưng mà mình cũng đưa cho bạn một bài viết là cái đường link bài viết này. Bạn cũng có thể làm được cái trò khốn nạn như thế này, thì nó khi mà người ta tìm kiếm cho bạn, tìm kiếm về trang web bạn, tìm kiếm được từ khóa nào, tự nhiên nó có cái hình này thì nó nhìn rất là cool, nhìn rất là tuyệt. Cái này á, là cái này nó làm một cái schema mà nhìn như là làm món ăn á, nghe nó cho cái này là món ăn mình cá luôn. Để mình coi coi xem đúng phải vậy không. Cái này là cái công cụ dùng để kiểm tra coi cái schema của bạn làm tốt hay chưa và nó có bị lỗi gì không. Đây nè, đúng rồi, đúng như mình nói luôn. Recipe là công thức món ăn á, thường công thức món ăn nó mới hiện được như thế này. Bạn bắt chước lại bi chen nó thì bạn kiểu gì bạn có vài kiểu gì mà là nó có thể sẽ ra được cái phần này như như thế này, nhưng mà chắc chắn là bạn phải bỏ một cái gọi là schema và recipe vô, là cái chỗ này nè. Cứ bỏ y chang tương tự vô thì mình sẽ chỉ hướng dẫn tiếp cho. Thì đây mình muốn bắt đầu vô luôn. Bình thường á, khi mà bạn làm micro meta dùng schema bình thường mà bạn bỏ code vô thì nó sẽ đóng bù nhù như thế này, nhìn nó rất là tẩm lợn, nhìn ghê gớm lắm. Rồi schema nó cũng giúp cho bạn hiện cái bảng này kế bên nữa. Vậy schema markup json ld thì giúp cho bạn làm gì? Đầu tiên á, thì nó giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian thôi. Schema mà đứa nào mà viết code nó viết cực kỳ lâu, mà cho trừ khi nào mà nó quen quá rồi thì nó mới viết nhanh nha. Và tiếp theo là bạn dễ dàng bỏ review của mấy trang web bạn vô, thành ra nó dễ dàng hiện dấu sao 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 á, và đôi khi nó có hiện luôn cả cái công thức món ăn như nãy á. Thì đây là một cái về schema căn bản. Mình cũng làm một cái trang schema căn bản cho trang web của mình luôn. Thì đây là cái đoạn schema của mình. Nhưng mà trước khi mà bạn làm về cái schema hay cái gì, bạn phải download trình duyệt là Notepad cộng cộng nha. Tại sao như vậy? Tại vì nếu mà bạn nhìn vô đây, bạn sẽ nhìn rất là bối rối. Nhưng mà bạn nào bạn bật bạn Notepad cộng cộng thì nó sẽ nhìn đẹp đẽ hơn rất là nhiều như thế này. Đó. Mình khuyến khích các bạn nên dùng Notepad cộng 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 thì khi mà đâu thì các bạn lên Notepad đó, download về xong rồi tải về, xong rồi cài đặt thôi sẽ ra được cái đống này. Vậy làm sao? Đầu tiên á, thì bạn sẽ thích thì mình nghĩ là hồi nữa mình sẽ đưa cho bạn cái link download cái file này của mình luôn, để bạn có thể edit trực tiếp trên đây. Vậy edit là sao? Ví dụ như đầu tiên bạn phải biết coi doanh nghiệp của bạn làm về cái vấn đề gì. Bạn có thể kiếm được ở trong đây, trong cái file link này. Bài viết này rất là cụ thể mà mình rất là thích. Bài viết này cũng là một bài viết mà giúp cho mình làm schema rất là tốt. Bạn vô cái phần schema list này nè, bạn coi coi cái lĩnh vực của bạn á là lĩnh vực gì. Nếu mà bạn là accountant, có nghĩa là về kế toán á, thì bạn sẽ để cái phần này là context nè, thì bạn hãy để copy control V vô đây là accountant service, và cái chữ type này nè thì bạn để là accountant vô. Đó, ví dụ vậy. Bạn tại vì bạn phải càng để nó càng chính xác càng tốt. Nhiều khi mà nhiều bạn cứ để là schema.org rồi xong rồi local business, có nghĩa là doanh nghiệp địa phương, chứ nó chả nói về cái lĩnh vực gì, chả nói về cái ngành gì, thì như vậy nó sẽ không có tốt bằng cái việc mà bạn để chính xác từng ngành luôn. Thì trong đây nó có rất là nhiều cái. Bạn tìm cái ngành nào mà bạn thấy cảm thấy nó đúng nhất với mình và gần đúng nhất với mình thì bạn copy vô đây, nó khoảng hơn 500 cái lận, tầm 400 cái lận, thì cũng rất là tội bạn nào, mình cũng rất là thông cảm với bạn nào mà chưa biết tiếng Anh thì mấy bạn sẽ tốn thời gian hơn rất là nhiều, nhưng mà
Thôi cực lần này và sau nó đỡ khổ. Có khi lần này bạn cực cái xong tự nhiên bạn thứ hạng bạn nó tăng thì cũng vui. Nên bạn ban đầu thì bạn hai cái dòng này context nè. Cái dòng này thì bạn thay bằng cái đường link này. Còn cái dòng type này á thì bạn thay bằng cái phần này. Mình ví dụ như là mình là store đi. Mình để đây party store. Ở phần URL. Thật ra bạn đọc nguyên bài viết này bạn cũng có thể làm được, tại vì mình cũng đọc bài viết này mà xong rồi mình làm được mà ra. Nhưng mình sẽ hướng dẫn bạn luôn. Tiếp theo là phần name là mình thiếu phần name à. À không, phần name mình dưới đây. Mình sẽ hướng dẫn theo luôn URL, hiểu là URL và trang web của bạn, thì bạn bỏ trang web của bạn vô, hẹn như trang web của mình là gtbso.com đi, thì mình bỏ cái trang web của mình vô. Rồi phần này là phần logo của bạn. Bạn coi logo của bạn là cái vấn đề, ý là logo của bạn là đường link web là cái gì thì bạn bỏ logo bạn vô. Còn nếu mà bạn không biết thì mình ví dụ cho. Mình ví dụ như trường hợp của mình đi. Thường bạn nào có nhiều bạn sẽ để cái logo ở đây thì bạn bấm chuột phải vô đây á, nó sẽ có một cái gọi là hình ảnh. À, mình ví dụ như bấm chuột phải vô á thì bạn có gọi là cái sao chép địa chỉ hình ảnh nè. Bạn copy địa chỉ hình ảnh này vô xong rồi bạn dán cái đường hình ảnh này vô thì nó sẽ ra được cái đường link logo của bạn. Tiếp theo là phần map. Phần map này là cái phần mà giúp cho bạn Google hiểu bạn cái doanh nghiệp bạn nằm ở địa điểm này. Thành ra nó sẽ dễ dàng đưa cho bạn lên Google Map hơn ở phần này. Mình chỉ nói dễ dàng nha, chứ không có nghĩa là bạn làm cái này xong bạn lên nha. Đôi khi bạn làm bạn lên thì nó cái đó mình rất là mừng cho bạn. Phần map này á, thì bạn coi coi xem doanh nghiệp bạn ở đâu. Mình ví dụ như bạn lên Google Map nha, xong rồi bạn coi nếu mà bạn nào chưa đăng ký doanh nghiệp địa phương á, thì bạn nên đăng ký. Còn nếu mà bạn nào chưa thì bạn gọi chính xác cái địa điểm của bạn vô, nhưng mình đã đăng ký rồi mình gọi cái này vô thôi thì nó sẽ ra thẳng ở đây. Bây giờ mình ví dụ ngay đây. Cái này không phải là doanh nghiệp mình nha, cái này chỉ là địa chỉ ảo thôi. Nên lỡ đâu mà có ai ghé thăm thì đừng có, thế là nên liên lạc mình trước. Sau đó bạn bấm cái chỗ mà chia sẻ liên kết nè. Nó sẽ ra được cái phần đường link này. Không thôi bạn copy thẳng cái đường link trên đây cũng được, mình chả sao cả. Mà là bấm nên là bấm đường link dưới đây nha, nên là bấm đường link dưới đây. Bạn bấm Ctrl C vô xong rồi bạn cấm bạn vô đây, bạn bấm cái Ctrl V vô. Không thôi bạn copy nguyên cái đoạn này vô. Xong rồi bạn bấm Ctrl V ở đây, bạn dán vô đây thì nó sẽ ra cái địa chỉ của bạn và cái đường link, là cái địa điểm của bạn để Google có thể đọc vô. Email thì phần này bạn đọc vô email, ghi vô email của mình. Bạn giữ nguyên cái phần trước nha, còn phần này bạn thay mình ví dụ như info cộng gtvso.com ví dụ vậy. Không thôi abc.com. Đó, ví dụ vậy. Tiếp theo là địa chỉ nhà bạn. Thì bạn giữ nguyên phần này, bạn giữ nguyên phần này. Phần này á, thì cái quận nào của bạn á, thì bạn ghi vô như mình, như hạn như mình ghi vô, mình ở Gò Vấp đi thì mình ghi Gò Vấp. Còn ở dưới là thành phố của bạn, hay như bạn ở Hà Nội thì bạn ghi Hà Nội. Rồi cái Boston code nghĩa là cái địa chỉ cái code mà bưu điện của bạn á, cái này mà nếu mà bạn không biết á, thì bạn cứ lên Google xong rồi bạn gõ chữ, mình ví dụ như bạn ở Hà Nội đi thì bạn gõ như Hà Nội Boston code như là 10.000 thì phải, ví dụ hình như là vậy, 10.000 đúng không ta? Đúng rồi, 10.000 à. 10.000, à 100.000 với 100.000. 100.000 thì bạn dán vô 100.000. Còn cái này địa chỉ của bạn, ví dụ như 47 bis Nguyễn Trung Lợi chẳng hạn đó, thì bạn ghi 47 bis Nguyễn Trung Lợi vô, ví dụ vậy. Còn về phần description á, cái phần description này là phần mô tả về doanh nghiệp của bạn. Thì bạn nên, mình ví dụ như khi mà bạn tạo một cái doanh nghiệp địa phương đi. Nghĩa là khi mà bạn tạo doanh nghiệp địa phương mà bạn có được cái code mà từ về Google nó gửi về, bạn nhập cho nó lên Google Map của bạn á, thì có cái phần gọi điền thông tin doanh nghiệp của bạn, thì bạn nên copy cái phần đó vô. Mình không nhớ là mình ghi ở đâu nữa, nhưng mà để mình coi. Nó mới thay đổi rồi.
cái phần mô tả này á, là cái phần mà bạn sẽ để cho nó hiện trên cái phần này nè. Đây, cái phần này là phần mô tả. Bạn nên nói về giới thiệu về công ty của bạn, nhưng mà bạn nên lưu ý rằng là sẽ có rất là nhiều cái phần mô tả khác. Mình ví dụ như thằng Facebook đi, thằng Facebook nó cũng có một mô tả ngắn và một mô tả dài, thì bạn nên ý là thống nhất một cái, gọi là thống nhất một cái mô tả nó lại, rồi bạn copy và paste vô. Ví dụ như mình chắc chắn mình sẽ có thống nhất lại, thành ra mình rất là dễ lên, tại vì Google nó đọc ở đâu á nó cũng thấy cái nhà thông tin của doanh nghiệp của mình, thành ra cái phần Google Maps mình lên là một phần là vì vậy, là hầu như vì vậy, chứ không phải vì schema. Nhưng mà tất cả mọi cái trên mạng xã hội, lẫn schema, lẫn tất cả thông tin mình trên internet đó, nó đều thống nhất là một cái, nên thành ra mình dễ lên như vậy. Cũng có một lượng backlink nữa, tất nhiên là phải có một lượng backlink cụ thể thì mới vô được. Để mình coi đâu ta, à giới thiệu nè, chỉnh sửa thông tin trang à. Đó, cái phần này gọi là phần mô tả dài nè, thì mình copy nguyên cái đoạn nó vô, thành ra cái thông tin mô tả của mình nó rất là chính xác, nó chỉ thống nhất là một cái mà thôi. Còn nếu mà bạn nào mà cái này, nó sẽ có một mô tả ngắn và một mô tả dài, nên bạn nên thống nhất trước khi mà bạn làm cái này, bởi vì một khi mà bạn thống nhất là bạn sẽ dễ dàng lên Google Maps hơn rất là nhiều. Với khi mà bạn có một lượng backlink mà nó tốt thì bạn sẽ dễ dàng lên Google Maps hơn rất là nhiều, cũng như là bạn rất là dễ dàng lên được cái này, bởi vì cái tất cả mọi thứ nó đều thống nhất là một cái, hầu như là bạn cả trên website của bạn, cả trên mạng xã hội của bạn, cả lẫn trên schema, rồi những cái trang kích dẫn khác rất là nhiều cái, thì tất cả mọi thứ nó đều thống nhất là một cái thông tin đó, thì bạn rất là dễ lên. Tại vì Google nó đọc đâu, cái này thông tin là của doanh nghiệp GDP SEO, cái này GDP SEO, thành ra nó sẽ dễ lên được cái phần này. Không chả hiểu tại sao giờ này nó mất nữa, để bữa nào mình làm lại. Ở dưới đây anh em á là địa chỉ doanh nghiệp, là cái tên doanh nghiệp của bạn, hay như GDP SEO thì bạn ghi là GDP SEO. Rồi tiếp theo là số điện thoại của bạn, thì bạn có số điện thoại này bạn ghi vô. Tiếp theo là phần giờ mở cửa. Phần giờ mở cửa thì rất là dễ, cái của mình hay như mình mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy đi, từ 7 giờ đến 9 giờ tối, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, 19 7 giờ tối thì mình sẽ ghi như thế này. Còn chủ nhật thì mình mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thật ra mình ghi thông tin ảo chứ đừng có 7 giờ tối gọi điện mình nhé. Đây là cái thông tin. Còn nếu mà bạn nào có muốn hướng hướng là ghi thêm nhiều cái kiểu khác thì còn rất là nhiều kiểu để ghi, bạn hãy tham khảo trong bài viết này. Bài viết này nó có rất là nhiều kiểu để nó ghi cái giờ làm việc của bạn rất là nhiều. Đấy, nó có chỉ luôn nè, nó có chỉ cho bạn rất là kỹ càng luôn. Đây, bạn đang đọc phần này. Chẳng hạn như thứ hai đến thứ năm bạn mở cửa chung một giờ đúng không? Thì bạn có thể ghi như này. Rồi thứ sáu bạn mở cửa giờ khác đó, thì bạn ghi như này là y chang mình. Thì bạn có thể ghi ghi như này. Chẳng hạn như thứ hai thứ bảy, mình mở cửa từ 7 giờ đến 7 giờ tối, mình ghi như này cho nó nhanh. Còn chủ nhật thì mình mở khác giờ thì mình ghi như thế này. Geo có nghĩa là geography, có nghĩa là về địa lý là kinh độ vĩ độ của bạn. Latitude là bạn nên giữ lại mấy khúc này, giữ lại hết khúc này luôn, bạn chỉ điền thay mỗi khúc này thôi. 10,83, 106,67 có nghĩa là latitude, nghĩa là kinh độ, longitude là vĩ độ, hình như là vậy, hình như nha. Vậy cái đó nó ra, lấy đâu ra? Vậy thôi, latitude là cái phần trước này, bạn thấy khúc này à. A cộng 10,83 gì 83,08,725 gì đó. Phần này longitude là vĩ độ, là 106,67 là cái phần dưới sau đây à. Là nó sau dấu phẩy á, thì bạn coi thôi. Bạn lấy 10,83 không thì bạn lấy hai con số hay ba con số cũng được. Nhưng mà thường mình lấy hai con số thì bạn để vô. Rồi 106,67 thì bạn để vô. 106,67. Lỡ đâu mà bạn cần phải làm chẳng hạn như bạn thấy số 8 đây đi. Thì lẽ ra nó phải làm tròn là 68 chứ. Thế là bạn sẽ hỏi vậy thì sao cũng được, ý là một là 67 hay là 68, nó không chênh lệch mấy đâu. Bạn không thôi bạn để 678 luôn cũng được, chả sao hết. Nó ý là đối với mình thì nó không ảnh hưởng mấy. Sau đó là cái phần mà
Xem ads này là cái phần mà giới thiệu về cái trang mạng xã hội của bạn để làm gì. Đơn giản thôi là khi người ta tìm kiếm hay cái gì đó, người ta sẽ xuất hiện lên thôi. Mình ví dụ như cái này đi, đó, nó xuất hiện lên với cái dạng cho bạn cái profile là trang cá nhân, hay như Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn hay là Google cộng thì sẽ xuất hiện lên. Mình ví dụ như cái của mình đi, không biết nó có gì ta. Không có gì à, buồn vậy à, khá là buồn. Để dùng cái gạt cao mình luôn coi xem nó là cái gì. À, ý ra nó còn ra Facebook, may là vậy. Nhưng mà khi mà tại vì trang mình nó chưa đi link nha, trang mình thật sự là trang mình chưa có đi link gì hết, để cho mình cho các bạn coi luôn. Nhưng mà thôi, cứ cho các bạn coi luôn. Đây là số lượng link của mình. Bởi vì mình chưa có đi link gì hết á, nên thành ra nó không lên cái social, ý là nó không lên mấy cái kia. Nếu mà bạn muốn lên được mấy cái hạng như Facebook, Twitter hay YouTube gì đó, thì bạn nên đi link vào mấy trang đó. Kiểu gì nó cũng sẽ lên cho bạn cái phần mà phần dưới đây nó sẽ hiện lên cho bạn luôn. Đó là nếu mà bạn muốn. Chứ như mình thì mình không có link gì hết đâu. Như các bạn thấy ở đây là có đúng một link là như này à. Còn là no follow, no follow, no follow, no follow, no follow. Đó, vậy thôi à. Hết 7 trang web mà mất 6 trang là no follow hết rồi. Thì đó đó là về phần của mình, thì mình cũng nói tiếp về phần schema. Còn cái phần xem ads là cái phần mà bạn để về mạng xã hội, vậy bạn nên để về trang gì thì Google nó có khuyến khích bạn để những cái trang sau đây. Mình sẽ gửi cho bạn trang, cái đường link này cũng ở dưới trang web của mình, ấy là phần mô tả của video YouTube luôn, nên bạn nào coi video thì bạn nên vô kênh YouTube mình và bạn coi phần mô tả video thì nó sẽ có đây. Nó là Facebook, Twitter, Google cộng, Instagram, YouTube, LinkedIn, MySpace, Pinterest, SoundCloud, Tumblr. Thái Lan mình để sạch thằng xanh luôn đó, YouTube, Twitter nè, Pinterest, SoundCloud, Google Plus, MySpace đó, Tumblr. Để bạn nên để hết như thế này. Sau khi mà bạn làm xong hết nghe, cái này là chỉ là một phần căn bản thôi nha, nhưng mà nó giúp bạn rất là nhiều trong việc mà SEO. Tại vì cái phần này thật sự Google càng ngày càng đánh giá cao cái phần này hơn rất là nhiều. Nên khi mà bạn làm xong cái này á, bạn tốt nhất là bạn nên bỏ vô trang công cụ kiểm tra nè, và cũng như phần đoạn mã bạn copy đoạn mã này vô, xong bạn chạy thử nghiệm coi á. Vậy bị gì, bị gì? À đúng này, thiếu dấu phẩy. Đó, xong rồi á. Đó là thấy không? Party to nè. Đó, nó không có bị lỗi gì hết. Không lỗi, không cảnh báo. Còn nếu mà bạn nào mà bạn muốn cái làm cái trò như nãy nó hiện lên cái hình cái trò nãy mà nó hiện lên theo nó hiện cái hình ở dưới đây nè. Sau mà nó có dính dấu sao á thì bạn nên đọc tiếp cái phần dưới đây. Bạn nên tự đọc phần này tại vì nó cũng làm y chang mà nó rất là dễ. Phần này nó nói về đây, đặt rating cho trang web của bạn, nghĩa là bạn phải có review thật sự nha. Review thật sự thì review ở đâu, thì đơn giản hơn, review thật sự ít nhất là bạn cũng phải có review trên Google ví dụ vậy. Không thôi tạm bạn tạo ảo mấy cái cũng được, không thôi bạn có review trên Facebook thì lúc mà làm cái này thì nó mới hiện nha. Còn nếu mà bạn không có nó không mới hiện đâu, không chịu hiện đâu. Bạn hãy đọc cái đoạn này và bạn copy toàn bộ đống này vô, thì bạn làm bạn thay cứ thế thôi, bạn thay thế vô. Còn nếu mà bạn là một công thức mà về công thức món ăn á thì nó cũng chỉ giống đây luôn, nó có chỉ ở phần product á, phần là phần sản phẩm của bạn, thì bạn nên đọc về bài này. Thật sự bạn nên đọc bài này để bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Mình thì mình không có nhu cầu về làm về mình không nhu cầu làm về cái sản phẩm công thức gì thôi, nên thành ra mình không có làm, thành ra không có. Còn nếu mà bạn nào muốn có cái trò mà tuyệt, cái nhìn nó rất là cool khi nãy thì bạn cứ làm. Nhớ không nhầm là như trang 4 đó. Đây cái này là công thức về món ăn. Nếu mà bạn nào có bất kỳ một câu hỏi nào nữa thì cứ nhắn tin, có thể bình luận ở dưới video YouTube của mình, hoặc là bạn tham dự cái group SEO của mình
group SEO về trên Facebook của mình thì bạn có thể hỏi đáp bất kỳ vấn đề nào trên đó, thì mình rảnh thì mình sẽ trả lời, còn không thôi sẽ rất là nhiều bạn khác, mấy bạn rất là nhiệt tình thì bạn trả lời cho trên cái group đó. Thì đường link trên đường link về cái group đó đó Facebook đó thì mình có để ở dưới phần mô tả cái video, bạn cứ tham khảo thêm nha. Chúc bạn thành công. À phải rồi, mình quên mất còn một cái nữa là khi bạn làm xong schema thì bạn bỏ đoạn code đó ở đâu, thì bạn bỏ cái đoạn code đó vô, đầu tiên là bạn vô trang WordPress của bạn nha. Bạn vô, thật ra dùng PHP cũng được, bạn bỏ vào cái phần mà head của bạn là hoặc là phần footer của bạn đó, là phần đầu của bạn hoặc là phần chân của bạn. Vậy đó đoạn nào thì nếu mà mình dùng, ví dụ mình dùng WordPress đi, cái này mình không có web về mã nguồn PHP hay cái gì đó nên thành ra mình không chỉ cho bạn được. Nhờ bạn nào mà làm code đó thì mình nghĩ các chắc của bạn cũng biết rồi, thì bạn bỏ phần theme option là bạn nó sẽ có cái phần là custom HTML code đi, thì mình sẽ bỏ vô đoạn này, mình sẽ bỏ vô. Còn nếu mà bạn nào mà không có mà không bỏ vô được đó, thì bạn nó cũng có cái phần mà editor trên dưới đây nè. Nếu mà bạn không có phần này á thì bạn vô phần editor đó, có mấy cái theme thì nó sẽ cho bạn editor dưới đây, thì bạn kiếm cái phần mà header đâu rồi ta, đây là header.php nè, bạn copy bạn bỏ đoạn code vô đó là xong rồi, hoặc là bạn bỏ phần footer cũng được. Đây bạn copy bạn bỏ vô cái theme này của mình không cho nha, cái theme này không cho, của mình không cho, mà theme mình thì cho cái phần này, thì tùy các bạn theme mà bạn sẽ sử dụng. Còn nếu mà theme bạn không, ý là theme của bạn mà không có mấy cái phần theme option hay cái gì đó mà không bỏ được vô header hay là phần footer, thì bạn mới vô phần editor này bạn bỏ thẳng vô. Còn bạn nào mà dùng mã nguồn PHP gì đó bạn, thì bạn cứ bỏ thẳng vô thì nó sẽ có thôi, vậy thôi nha.